Xin chào bà con, chào tất cả mọi người đang theo dõi kênh Mỹ Sức Công Tổ CVN của chúng tôi. Vâng, hôm nay chúng tôi đang có một F06 con này. Đẹp nha. Giá thì vừa mồm bà con đấy. Anh chị em nào mà đang làm những việc nặng như là đục đá và làm vật liệu xây dựng bãi lớn á, thì đây là một trong những cái sản phẩm mà chúng tôi đang có. Và chúng tôi cũng đã và đang cho nó làm việc tại vật liệu xây dựng này. Vừa làm vừa bán bà con ạ. Quý anh chị nào đang cần thiết thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại góc trái màn hình video của tôi, đừng có ngại. Anh em là ngại là anh em phải nhìn. Đây, anh em cứ mạnh dạn lên, bà con cứ mạnh dạn lên. Có duyên thì chúng ta để em nó về, còn không có duyên thì chúng ta tham khảo. Nói đi nói lại thì con này thì chúng tôi sẽ để ở cái giá tiền ấy, để ở trên phần mô tả tiêu đề của video, nên bà con cứ nhìn vào đó bà con thấy thôi. Bãi của chúng tôi đang con này thì đang ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh rồi, anh cho làm cát thì đó trong 07 06 này những em cùng ngay rồi 03 04 rồi bà con đang cần những cái dòng này thì đây là một sản phẩm có thể nó vừa túi tiền với anh chị em đang làm việc, những anh chị em đang làm việc và chuẩn bị làm việc nó sẽ vừa túi tiền, còn nó sẽ không vừa túi tiền, có nghĩa là những anh em nhiều tiền thì hàng ngày thì sự đối với anh em nhiều tiền thì anh em nhiều tiền lại chê, anh em nhiều tiền phải chê vì sao khá là cao rồi đấy, là những anh em mà nhiều tiền thì có thể bỏ qua sản phẩm của chúng tôi, nhiều tiền và chê bài kinh lắm, nhưng mà tiền nào của đó mọi người nhé. Tôi nói rồi, cái sản phẩm của tôi đã qua sử dụng thì chúng tôi bán cho những người đang đồng nghiệp làm đang chuẩn bị đồng nghiệp. Anh chị em cứ đến tận bãi thử máy nguyên này cho chúng tôi, cứ hết dầu đổ vào thử tôi bán bằng cái tâm chất lượng, vì chất lượng nó như thế nào thì cái số tiền nó sẽ như thế. Còn rất là nhiều anh chị em ở chê này, ở máy này thế nọ thế kia không biết thế nào là vừa làm mọi người được, cho nên chúng tôi bán hàng là bán bằng cái tâm của mình đấy, là bằng cái tâm. Các vị có nhiều tiền thì chúng tôi sẽ có máy nhiều tiền cho các vị. Còn các vị bộ là mới lập nghiệp thì đây là những sản phẩm mà chúng tôi đang có. Làm sao nó cứ phù hợp giữa quý vị và chúng tôi là được. Còn rất là nhiều anh chị chê lên chê xuống là máy tàu máy chung không phải đâu. Quý vị có nhiều tiền cứ lên tận bãi, cứ đến tận bãi Vĩnh Hưng đó, ra đấy chọn tha hồ. Còn anh em mà muốn mua những dòng lập nghiệp thì đây, dòng lập nghiệp chúng tôi đang có. Còn những cái vấn đề anh chị em bảo là ra ngoài bãi kia, ngoài bãi Vĩnh Hưng này khá là nhiều, đôi khi cũng có xe dân ở trong đó cái gì ạ, không phải bãi là ngon đâu. Còn tất cả những sản phẩm chúng tôi đều có đều là nguyên chất đã qua sử dụng thôi. Rồi bây giờ thì chúng tôi xin phép dừng video này. Mọi người xem video nhớ đăng ký kênh để xem nhiều những sản phẩm mà chúng tôi đang có, đừng bỏ lỡ những cái sản phẩm mà chúng tôi đang có mọi người nhé. Nhớ alo, xin chào.